Các bạn theo dõi trận chung kết một ba năm giải vi sách các câu lạc bộ tỉnh Bình Dương năm 2019, trận đấu giữa hai đội Việt Phú Giáo trong trang phục áo trắng và đội huyện Dầu Tiếng trong trang phục áo xanh. Đội Dầu Tiếng sẽ là đội đi trước. Tầm ơi. Cái này dễ bị ăn đòn. Ngồi với chồng kêu Tầm ơi. Đâu con nhỏ kia kìa, tối nó ngủ nó cái nhà. Dính quá, dính quá. Trời ơi, thằng chồng nó ngồi vậy nó quất cơ vậy. Xin thông báo kết quả thi đấu trận tranh chung kết nội dung bộ ba nữ. Đơn vị màu vàng thắng cuộc. Kết thúc bán thi đấu đầu tiên, đội Phú Giáo đang ghi điểm 1-0.
Tiếp theo, trên sân số 1 sẽ là nội dung đôi nữ giữa hai đơn vị Bến Cát, anh Đào Phương Dung gặp đơn vị Dầu Tiếng Thu Thủy Hồng Dung. Xin nhắc lại, tiếp theo trên sân số 1 sẽ là nội dung đôi nữ giữa hai đơn vị Bến Cát và Dầu Tiếng. Xin mời hai đơn vị vào sân số 1 thi đấu. Xin thông báo tiếp theo trên sân số 1 sẽ là nội dung đôi nữ giữa hai đơn vị Kim Giáo, Kim Ngân, Thị Hoa và đơn vị Kia Ngọc Điệp, Thị Quê. Xin mời hai đơn vị vào sân số 1 thi đấu. Mình tự đi mà. Không, tự nhóm đi vậy. Thuê. Để tìm ra thuê. Ít này ít đi lắm. Có đi. Xin nhắc lại, tiếp theo trên sân số 1 sẽ là nội dung đôi nữ giữa hai đơn vị Phú Giáo gặp Di An. Xin mời hai đơn vị vào sân số 1 thi đấu. Na quất ngày đâu rồi? Sài Gòn đánh đâu ta? Hả? Sài Gòn đánh đâu? Sài Gòn đánh công công Minh Hóa Lao Động. Cần Giờ. Quá là đi Cần Giờ. Rồi nghe Bình Thạnh nữa. Đấy, hai trái thôi. Ba trái. Mai đơn. Đơn. Đơn với đôi tiếp tục. Hả? Đây. Tăng lực đang làm trên mà không đang lực không ai đang làm không ai cái lâm lên đây nè đây nó bắn rồi. Biết được cái đường đó chứ đâu ai đi được gì. Có đâu cưng lâu đường cái thôi đi bụi quá. Vamos lá.
tiếp theo trên sân số 2 sẽ là nội dung đôi nữ giữa hai đơn vị Bến Cát Anh Đào Phương Dung gặp đơn vị Dầu Tiếng Phù Thủy Hồng Dung. Xin mời hai đơn vị vào sân thi đấu. Ván thứ hai, Dầu Tiếng ghi được 2 điểm, điểm số đang tạm thời là 2-1 nghiêng về cho Dầu Tiếng. Xin thông báo kết quả trận tranh 3-4 nội dung của ba nữ trên sân số 2 đơn vị Bắc Tân Uyên của chủ hai vừa rồi quá đẹp luôn á.
thì sang năm thì nói sang năm chứ mình sang năm là nó khác, ví dụ giờ gì 358 thì đi mua cho nó có giờ đợi thấy hết chỗ nào thì từ chỗ khác nữa gì là tiếp chứ đâu có anh giải một miếng gì là biết đâu. Con cái nhà, con cái nhà đất thì bữa con bảo điện cho con nói cái gì ủa gì bán cùng xe ấy, điện làm điện đúng không? Thì con cũng có, con cũng vừa nhà đất thì du lịch có ô tô nhà nó ở hỏi sao con quen tưởng ấy thì mình mua đi, con mới mua rồi mua đường công không có đủ tiền cái nó có điện cái gì đó không thấy được cái gì đấy cái giá đó gì bán được rồi không phải gì hết, con không phải con mua cái mua gì. Họ đầu tư giờ họ lấy cái gì họ cũng kêu lợi giá 400 không kêu rồi nếu mà 400 nữa ai trả 359 một thời gian mày đặt sung vậy đó bốn anh lại cho bên kia gì anh thấy được gì không đi nhà nó kịp đem chạy này không biết đi mua chưa không đâu địa địa cái miếng 15 mét kia kìa thì đó gì cũng mua lâu rồi không biết mấy nào đó là đó bán cũng rẻ lắm thì mua là năm mấy nếu mình mua trước nữa rẻ nữa báo 2.3.3 còn biết rồi cái giá chỗ nào cũng biết nhiều hết rồi ai nhiều đâu đi chứ đâu có cần cơm chứ cái gì không làm gì tao muốn kinh doanh lên cái này đi là đánh giá có cái nào đẹp giá đầu tư cũng nói ghi bốn và điểm số đã được nâng lên 5-2 cải thiện nhau mà có gì đâu con buôn bán thì người bán được giá người mua cũng mua vừa bán giải hài lòng con làm ăn lên không dẫn đi không dẫn bạn con mua 4-5 ngàn cái ngàn giờ là canh giữ hết chứ đâu chịu bán nữa chứ đâu thì đó cứ hả gì được con có tiềm năng đầu tư thì con kiếm đất đầu tư giá ok nè bạn sinh lợi nó nhanh là 50-70% nhanh nếu trong vòng 5-10 ngày nha là nhanh dạ rồi rồi dạ tóc chung mẹ đi tình đăng gì lưu ấy gì lưu hãy đăng luôn nhà đất này là ôi năm sẽ gì dài dài đâu có làm gì nữa đâu còn muốn lên nữa là năm sĩ chưa không nói chung cũng có năm đẹp rồi anh ơi tiền đường giá tiền cao mà họ ít mua có khách mua ít mua năm sáu tỷ em kinh doanh nhà đất mà em làm chơi vận tải bán xe nhà sáng là xe tải vận chuyển hàng bông giờ tiền để đâu chứ gì nữa làm nhiều quá tiền để đâu bắn bị mình có lên bị mình ở trên mà cái không lên không nhờ chị muốn Thanh đó tắt quét chị muốn nhờ chị muốn bên này cảm vô phát nữa là xong chứ gì đâu. Mình ta. Nghe cô đầu rất đã. Bên
này họ đâu dám quấn đâu mà sợ. Mình có trái gà nữa không? Có trái này đó. Có trái. Thôi vậy em sao? Gì đâu mà ăn được. Có gì đâu mà họ dám quấn bi này đâu mà đồn vô nằm đống đó giờ. Điểm. 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 Rồi. Vậy đó. Vô thuốc. Vô nãy vô thuốc rồi nè. Vô thuốc nó mới vậy. Thuốc đi. Hết hả? Rồi. Suối. Này uống đắng miệng. Không thiệt, mình cũng uống được đó. Uống sốt rồi. Tao chờ dưới này trời ơi. Bên kia ăn đi nhẹ rồi một thôi một điểm số được rút ngắn xuống còn 4-5. Đâu không biết đấy, tại ban tổ chức có cho đánh nữa không? Ôi anh Long ơi, đẹp quá anh Long ơi. Phun rồi con khác. Bò hết hồn. Thân cứng của bò là ào ào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trung Quốc cũng tu. Đó là ông kia đi xe ra, cái mũi nó lạng lách dạ, lạng lách. Cái kia vít lột còn đến lách, giờ đến vít lột còn lách. Vít lột cái đâu dám lách, giờ không vít lột đâu có sợ. Chiều này xuống rồi, lại thấy không? Chiều thịt anh ra lắm. Một khung luôn rồi đó. Hai con rồi đó. Vô bình thường có gì đâu mà. Đừng ngó lên. Đưa lên vậy cái thấy đọt luôn. Thấy không Sang? Bên em thấy không? Ai hẳn dãy ra dãy vậy. Vậy cũng được mà, đáng đúng mà. Mình hay đánh rối mà. Giáo ghi 2 điểm trong ván đấu này và tỷ số được nâng lên 7-4. Viên nghị đang ngồi em thôi đó kia.
Đấy, chín bọt rồi hả? Còn nước còn bát. Ôi. Ôi. Xin thông báo kết quả thi đấu trên sân số 5, nội dung đôi nam. Đơn vị cao su Dầu Tiếng thắng cuộc. Sao đi cái đường đó trời. Rồi cái đường dễ đi không chịu đi trời. Đi vượt qua thôi đâu cần phải vô sát chứ. Rồi vậy thôi. Tao quên. Cú bò bì khá tốt. Sao anh lại chọn cái đường bên này? Nghĩ chỉ cần bò vượt nó thôi mà. Xin thông báo tiếp theo trên sân số 5 sẽ là nội dung đôi nam giữa hai đơn vị Bắc Tân Uyên, Hương Tuấn, Huy Hiếu gặp đơn vị Phú Giáo, Văn Hổ, Tiếng Lâm. Đánh bộ ba rồi. Đang đánh bộ ba em. Đang đánh chung kết. Phú Giáo đang đánh chung kết. Xa nó quéo ngay. Đánh xéo xéo. Dặn. Gần không được mà xem. Rồi nó tan nát hết rồi. Bù hết vô. Bù được lấy rất nhau đi. Xin thông báo sau khi kết thúc các trận thi đấu trên sân, chúng ta sẽ nghỉ và tiến hành thi đấu sáng hôm sau. Xin thông báo chương trình thi đấu ngày mai. Rồi thì ỉa rồi. Vô ký đường trái đi. Vượt xa lắm, vượt vô là vô à. Chỗ đi ỉa hết. Mấy này nó ỉa. Xin thông báo chương trình thi đấu ngày mai vào lúc 7:30. Rồi ai ơi. Để chuẩn bị chương trình khai mạc và sau đó sẽ tiến hành thi đấu các nội dung tiếp theo. Lôm vào đường này, đường này. Xin thông báo các cổ động viên của nội dung bộ ba, ta sẽ ở lại để tiến hành trao huy chương. Điểm rồi. Lần nữa xin thông báo các cổ động viên ở nội dung bộ ba sẽ ở lại để tiến hành trao huy chương. Tốt rồi. Đẹp rồi. Quá đẹp. Ba. Ba.
3 điểm cho Phú Giáo và tỷ số đang là 14. Lết mới dư dấu. Quéo rồi. Đúng là đúng luôn cái cá. Rồi căng thẳng dữ ta. Sao để 13 rồi. Xui mày nay nó xui. À, phá dớp phải không? Bên 11, 12 luôn. Tính vậy ha. Lạng ra. Trời, cái chị kia khỏe ghê không? Gà đã hai lăm thịt gà gà má thì rất là gà bò khó vô hơn. Chạy mất tiếng đó. Quán đầu nhà hả? Còn sao đâu bánh vẫn ăn à, có gì đâu. Thank you.
Bánh quay anh ta. Bánh trai anh ta, thay dẫn. Bánh đủ chất quá chết thành ra hai trái sao gì đó đường đâu mà hai ba dĩa mình em ơi, điểm số đang tạm thời là 10 năm nhưng về cho phú giáo. Gãy luôn hả? Chúc kịp xong rồi hả? Tối là lại hay về chút? Ở chơi coi, về về rồi đi chơi. Dạ. Yeah. Lâu lâu người ta đi chơi bữa xả chép. Về. Có gì đây, có gì xả chép? Thiếu gì? Thiếu gì hả? Thổ địa ở đây. Không không có thổ, kế bên thổ địa thôi. Đây. Bạn ở đây nè. Đây qua bên cát rồi thiếu gì? Quan hệ rộng vậy. Báo kết quả thi đấu trên sân số 4, trận tranh Nga Tư nội dung bộ 3 nam, đơn vị Thuận An thắng cuộc. Bốn mấy phút rồi, trận nào cũng cả tiếng không ớt. Tột xích hết. Coi nền nè. Dạ, sáng giờ có dính tao nghe không? Còn cũng không nhớ nữa, hình như dính có. Dính đâu mày xóa cho tao nha, mày đừng có để. Khó xóa quá. Hử? Sao nó không nghe? Là chị Phượng á. Phượng hả? Dạ. Cảm ơn chú. Cái lỗ đó không có gì. Đồ. 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 Đồ.
là quản lý mấy chị này chứ. Không phải ta đi bày được. Không được, 4 năm chạy lận một tao rồi, tao không nổi. Một điểm cho cô giáo và tỷ số được nâng lên 11-5. Karaoke liên hệ luôn. Mới mở một karaoke đó. Biết lớn lắm. Hỏi nữa. Nữ là không có. Nữ ao hết à? Chạy chủ quá dễ đâu đơn giản đâu đơn giản rồi giao về hả dạ chạy liền đại ca về trước nha đại ca về trước bộ đôi thì vô rồi bộ đôi vô rồi còn mai đánh sao mai đâu em bên trái còn đâu cái này là xấu anh hả đúng rồi không không 0972 042552 tôi bị dây thằng đỏ nãy nó đem quải rồi chiều nó chói nắng của thầy như này đứng xuống thôi thôi được rồi ha dạ không dạ đúng rồi xuống dùm say á đúng rồi. Dạ 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 chú đi ờ đi con không rõ nữa. Ở đây nhiều lắm chú ơi, nhiều ngoài trường này, lắm ở ngoài này nhiều trường tiểu học lắm. Khu Bồ Bà này nhiều trường tiểu học lắm. Ủa nãy không hỏi Đức. Dạ.
giờ chú phải lên Google check in trường. Sao chú không kêu người ta ghi vị trí gửi cho chú? Vip luôn nha. Có em chân cục chân ngắn gì vô đầy đủ hết. Chân dài đàng hoàng. Ok. Đánh dở ở chân cục hết. Thôi đáng điểm thôi, vô tiếng ơi. Trao giải bao nhiêu? Nội dung nào xong rồi trao luôn. Rồi, đúng điểm luôn. Rồi, có cái tường đi luôn rồi. Thoải mái thôi. Không để vậy nữa. Nó đi vô cái đó luôn cái gì đâu. Ờ cái tường giữa nè. Nó bán cái kia nè, nó bạc vô. Không được, không được em. Đi bên này nè. Đổ vô hai trái nữa. Hai trái vậy chứ. Tốt, tốt rồi. Căng rồi. Ba cho bì còn bòn. Hôm đó là mình đường mình ăn đang đi nè, thấy đang chặt rồi. Bì kia sao gần, bì kia sao gần. Không được em rút rút vào lỡ thằng mày nó bá vô cái. Em rút rồi má bên trái. Sao biết má được? Mày dám chắc đi được không? Bì mình ăn rồi. Đi cái lỗ là tán cái vô bên này, tại nó bằng tay. Bên này bên này thì sao mà biết chắc được? Mình gần hơn rồi. Nhìn cái bì xa xa xéo xéo mà ấy gần. Sao nghe thấy cũng căng thẳng dữ vậy. Một điểm cho Phú Giáo và điểm số được nâng lên 12 năm. Buồn gì mình đánh kỹ vô luôn. Đừng, đừng dính vào cái ôi đừng dính vào cái bẫy ấy nữa. Nghe thay mấy người bom bi sắt này không có nói trước được. Tung luôn đấy là bánh tung luôn nếu dằn tay giờ bánh bẻ luôn mà bẻ tới vì đó bánh bẻ cái này là cuộc đánh cùi giờ đánh cùi rồi mình cho nó giờ đánh cùi rồi cái bữa này là khó là đánh bẻ tại đất này nó mềm quá cho mà đất kia tại lấy đâu đứng gì không kẹp không em đứng nhìn kéo mình từ đó chạy ra đây không đứng nhìn đâu. Bố sao ăn được? Bố không ăn được đâu. Bố không được ăn.
bo không được ăn. Giờ bánh thấy. Đá thôi à, đá có được ăn. Quýnh hộp. Nó đừng kêu đá hộp, đá hộp nó lớn chúng đi làm sao luôn. Không, giờ là bên đó đi ăn giải vậy, giải nước cuối. Hộp băng vô gãy răng á. Nó đang thở lô tô nữa. Giờ lấy hột mà. Rồi xong phim. Hết đường. Gom đồ đi, gom đồ. Làm đi. Rồi. Ôi, ôi. Hết rồi. Trận đấu kết thúc và đội Phú Giáo giành chiến thắng, giành huy chương vàng. Giải vô địch các câu lạc bộ Bi Sắt tỉnh Bình Dương năm 2019. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.